Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure. Hôm nay tụi mình có một chuyến đi chơi South Australia để đi bắt ghẹ xanh Blue Swimmer. Thì đợt này á là mình có dẫn em mình từ Canada sang đây chơi. Thì dẫn em mình đi Nam Úc để khám phá và tiền thể là đi bắt ghẹ luôn. Đợt này tụi mình đi á thì đi trong tháng 5, thì không biết là có ghẹ hay không, thì tụi mình cũng muốn tìm hiểu để xem, để biết luôn. Và sau đó á, sau cái chuyến đi Nam Úc này á, tụi mình sẽ thẳng tiến đi New South Wales này, đi Sydney, và sau đó nữa sẽ trở về Lake Entrance để bắt tôm, vượt tôm như cái chuyến vừa rồi tụi mình đi á, để xem tôm đợt này có to hơn được không. Thì mọi người hãy theo dõi chuyến đi chơi này của tụi mình nhá, bao gồm Nam Úc, New South Wales và Lake Entrance. Tối nay câu đông không bóng quanh, không có ai cả. Bình thường ở đấy đứng đông ngày tư đây xuống dưới kia lắm. Không biết có phải là do mua đi hành không có ghé không. Tụi mình vừa tới chân cầu, chưa ra tới nơi. Thì nhìn xuống dưới chân cầu á, là nước nó trong vắt. Mà thấy con ghe nó bơi không? Đó. Mới tới chưa kịp thả lòng ghe mà thấy ghe như thế này là thấy khoái rồi đó. Đó. Mặc dù thời điểm này tụi mình tới là bây giờ chắc khoảng 8 giờ hơn rồi, là nước thủy triều rụt xuống rồi. Thì bây giờ bắt á, thì chắc cũng không có ghe nhiều đâu. Phải bắt lúc mà nước nó bắt đầu xuống ấy, bây giờ là xuống thấp rồi. Nhưng mà kể mình tới xong mình thả chơi thử cỡ khoảng vài tiếng xong rồi về nghỉ ngơi cho ngày mai ra chơi tiếp. Đấy, mà thấy ghe như vậy là vui à. Đây, đây là lần đầu em mình đi bắt ghe xanh ở Nam Úc này. Thì mấy con này á là tụi mình đo, nhìn là thấy dưới sai rồi đó, nhưng mà đo cho mọi người xem. Bây giờ nhỏ quá thì tụi mình sẽ thả lại nhá. Bây giờ để mình thử kéo ghe lại. Con này còn đực mọi người. Wow, bự quá trời luôn này. Wow, coi bi này. Bi cho anh mình cái thước với. Wow, chất lượng. Ui, cái nào nhìn là thấy dư sai rồi. Từ đây qua đây nha mọi người, con này, cái này thước này là bao nhiêu? 11. Từ đây qua đây là 12 rồi đó. Quá tuyệt vời luôn. Đây cho mọi người xem này. Đó, con ghé đầu tiên trong cái thùng của tụi mình tối hôm nay, vừa đặt chân tới Nam Úc luôn. Quá đỉnh, quá to luôn á. Đã chưa? Mong là tối nay là người hai con hả? Tối nay người hai con là thôi cuốn gói đi về á. Quá hợp lý, quá mừng luôn á. Là coi như là thằng Năm vẫn có ghé nha mọi người. Nhưng mà ghé nhiều hay ít á thì tùy duyên. Đấy, nhưng mà ai muốn đi chơi á thì đi thằng Năm ở Nam Úc vẫn bắt được ghé xanh. Đó, mà con to chưa này. Đó, tuyệt vời chưa? Thường thường đi Nam Úc như thế này á, thì tụi mình vừa thả ghẹ và vừa câu mực nữa. Tại mực ở cái chỗ mà mình đi câu này á, nó rất là nhiều và bự nhá. Đó. Cái chỗ tụi mình đi á, là Adrosan Chetty. Thì cái location của chỗ này á, là mình sẽ để trong cái description, cái thông tin của video á. Mọi người click vào thì sẽ thấy nhá. Đấy, ở phía dưới mình sẽ chia sẻ đầy đủ cái location bằng Google Maps. Chỉ cần click vào thôi là đi được. Đó. Cho nên là mọi người cứ click vào phần thông tin của video á là sẽ thấy cái địa chỉ mình đi nhá. Máy quá, nhìn thấy con mực rồi mọi người. Wow, coi anh ăn con cá này, nát bẹt luôn. Đây, con mực đầu tiên của buổi tối.
Con này thì không được to lắm, nhưng mà cũng được. Quá hợp lý luôn. Mình câu bằng mồi cá thật nhá, chứ không phải là mồi giả. Đó, nhìn tuyệt vời chưa? Ê, đi câu ở chỗ này là lúc nào mình dính mực luôn á. Mà mới tới mà dính được con mực như thế này là quá tuyệt vời luôn. Thử check cái lồng ghé thì coi nào. Cả con nhỏ xíu. Chào mọi người xem này. Con này nhỏ là mình khỏi đo luôn. Đó, thấy chưa? Con này hình như con cái. Dạ, con cái. Con cái là có cái yểm dưới này bự này. Con cái là có cái yểm dưới này bự này. Đây. Trên này này. Đó, con đực thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó, thấy con này bự không? Đây, bây giờ con này nhỏ quá mình khỏi đo, mình thả xuống luôn. Để qua bên này check cái lồng tiếp theo. Này chưa bắt được vài con rồi. Lồng này không có gì. Kiểm tra tiếp cái lồng này xem nhá. Có. Có mà nhỏ. Đợt này ghé nhỏ nhiều. Cũng ghé cái luôn này. Đấy, mấy con nhỏ này thì thôi mình khỏi đo luôn. Mình thả lại. Đây, thấy chưa? Rồi, thả lại nhá. Rồi, bây giờ quay cho mọi người xem trong cái số coi tụi mình bắt được cái gì thôi nhá. Cho mọi người xem cái thùng ghé của tụi mình này. Đây, mới bắt được 5 con. Cũng khá to đó. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, còn bên này á, là câu được 3 con mực rồi. Đây, mình lấy ra cho. Đây. Không to lắm, nhưng mà có là vui rồi. Yeah. Ba con như này. Quá vui luôn á. Chụt về là có sashimi là bà chạy bò chẹt luôn á. Quá tuyệt vời. Tổng kết thành quả tối nay của tụi mình là bắt được 2, 4, 6 con ghẹ. Vậy là 3 con mực. À, là tối nay mới tới là làm vài tiếng là có đồ ăn tươi là quá ngon, quá tuyệt vời rồi. Bây giờ tụi mình sẽ về lại Caravan Park tắm rửa xong cái là làm mấy con này lên ăn, lấy lọc. Ngày mai đi chơi tiếp. Tụi mình mới trở về cái Caravan Park này. Mới hấp ghẹ xong. Đó, what joy. Ghẹ tươi thơm lưng luôn. Còn bên này là có mực sashimi này. Đó. Chút nữa chấm với mù tạt. Ui trời, như cái nách luôn á. Mực này là bao tươi luôn. Tuyệt vời. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Tụi mình ăn tối xong nghỉ ngơi. Để ngày mai đi chơi đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.